Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong một buổi tối chuyên mục phục vụ truyện ma đêm khuya mỗi ngày hôm nay, Huy xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn có tựa đề là Bi Kịch Song Sinh của tác giả Huỳnh Ni. Huỳnh Ni đã được Huy giới thiệu trong thời gian trước qua tập truyện Nhà Ma đó, đạt lượt view rất là cao. Và ngày hôm nay cô ấy đem đến cho chúng ta một tập truyện về câu chuyện một gia đình nọ sinh được hai đứa trẻ song sinh, nhưng mà vì tin những lời của người thầy Pháp, thầy bói mà lại đứa thương đứa ghét, dẫn tới một cái bi kịch. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào nha. Mọi người đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Huỳnh Ni, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Bi Kịch Song Sinh, tác giả Huỳnh Ni. Mẹ ơi, sao tô của Sơn có thịt mà tô con không có thịt vậy mẹ? Thì con lớn rồi nhượng cho em đi, sao mà cứ thắc mắc hoài làm cái gì? Câu nói của bà Thế cất lên có pha chút bực dọc. Hòa im lặng cúi đầu bưng tô cơm ăn mà nghẹn đắng trong lòng. Lúc nào nó cũng buồn bã, hiếm khi nào thấy nó nở một nụ cười. Bà Thế sinh đôi được một đôi trai gái, bé trai tên là Sơn, bé gái là Hòa. Nếu không có sự yêu thương của ba bù lại thì Hòa cứ nghĩ rằng mình chỉ là một đứa con ghẻ thôi. Không hiểu vì sao bà Thế không thương nó. Bà suốt ngày đay nghiến đánh Hòa mỗi khi có dịp, và ngược lại bà lại hết mực yêu thương và chiều chuộng thằng Sơn. Hòa càng lớn thì càng ý thức được rằng mẹ chỉ thương em mà không thương mình, trong khi cả hai đều là con của mẹ. Nó rất buồn nhưng không dám nói với ai. Mỗi khi như vậy, nó thường sang nhà dì ba chơi với dì. Dì ba là chị của mẹ Hòa. Dì không có chồng con nên rất thương con cháu trong nhà, đặc biệt là Hòa. Ông An lúc này đi làm về, thấy nó ngần ngấn nước mắt thì cũng hiểu ra chuyện gì. Ông ngồi xuống bàn, xoa xoa đầu nó nói: "Bà cứ vậy hoài. Con thì đứa nào cũng là con như nhau thôi, thương thì phải thương đều chứ. Tôi thấy bà không có được đâu đó." Bà Thế liếc chồng một cái, nói bằng giọng chua chát: "Ông biết cái gì mà nói. Ông không nghe ông bà ta hay nói sao? Con gái là con của người ta đó." "Tôi không hiểu sao bà lấy đâu ra cái suy nghĩ lệch lạc đó. Tôi là tôi thương hai đứa nó liền nhau. Bà tào lao vừa thôi đó." Mỗi lần cứ đụng tới chuyện này là y như rằng hai ông bà lại cãi nhau. Ông quay qua xoa xoa đầu Hòa, dỗ về con: "Nè, thôi nín đi con, ăn cơm đi." Ông vừa gấp lấy miếng thịt bỏ vào tô của nó, con bé nước mắt giọt ngắn giọt dài, mỉm cười nhìn ba, rồi cũng ngấu nghiến mà ăn. Hòa thì chẳng hiểu lý do vì sao mẹ lại không thương và không quan tâm gì tới mình. Chẳng phải mọi người hay nói các bà mẹ thường thích con gái hơn con trai hay sao? Vậy mà sao mẹ của nó lại hằng học gắt gỏng với nó hơn là đứa em trai song sinh? Cũng may Hòa nhận được tình yêu thương của ba nên đỡ đi phần nào sự cô đơn trong chính căn nhà của mình. Hòa năm nay 10 tuổi, nhưng trông nó gầy nhom như một đứa bé mới lên 7-8. Lúc nào nhìn cũng buồn bã, hiếm khi thấy nó nở nụ cười. Ngoài việc nghe lời ba, Hòa luôn cố gắng học thật giỏi để làm cho mọi người vui lòng. Sơn thì ngược lại, được mẹ yêu thương và chăm sóc ân cần chu đáo cho nên trông nó to con khỏe khoắn. Học lực của Sơn rất kém mà nó lại chẳng chịu đi học thêm. Vì vậy bà Thế đành cho Hòa đi học thêm về để chỉ bài lại cho Sơn. Ông An là nhân viên văn phòng nên hằng ngày đi làm từ sáng tới tối khuya mới dậy. Nếu chỉ làm công việc trong văn phòng thì 6 giờ tối ông có mặt ở nhà cùng với vợ con. Nhưng chỉ vì cuộc sống khó khăn nên thời gian rảnh rỗi, ông chạy xe ôm để có thêm chút đỉnh tiền nuôi con ăn học. Bà Thế bán rau ngoài chợ
cũng chẳng được bao nhiêu, nên ông bảo bà nghỉ bán ở nhà lo cơm nước cho con cái. Hàng ngày chị em họ mỗi đứa một chiếc xe đạp đi tới trường, ngang qua chỗ cây cầu gỗ nhỏ, gập ghềnh bắc qua một đoạn sông. Vì cây cầu đã lâu năm nên có phần mục nát, người dân trong xóm đóng góp để xây lại nó cho mọi người đi lại được an toàn hơn. Vì mỗi khi trời mưa nước ngập lên, cây cầu trơn trượt rất nguy hiểm, bà con thường không dám đi qua mỗi khi trời mưa to. Vi, nhỏ lớp trưởng, cũng là bạn thân của Hòa. Mỗi vui buồn, Hòa đều kể cho Vi nghe. Biết Sơn hay ức hiếp bạn mình, Vi nó ghét Sơn lắm. Vi là con gái đầu lòng của ông bà Thịnh, là một chủ doanh nghiệp nổi tiếng. Là con nhà giàu, nhưng Vi rất giản dị. Thấy Hòa hiền và nhút nhát, Vi thương, coi Hòa như chị em. Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm học, nên đứa nào cũng rất siêng năng để ôn thi. Giờ ra chơi, Vi nói với Hòa: "Nè, thời gian qua nhanh thiệt ha. Mới đó mà tụi mình sắp phải chia tay mỗi người một nơi rồi. Vi thấy buồn quá hà." "Nếu mà cùng phường á, thì cấp 2 tụi mình lại học chung với nhau mà. Vi lo gì?" "Chị Hòa nhớ đi học thêm nha." Như mọi hôm, sau khi ăn cơm trưa xong, Hòa lại chuẩn bị sách vở để chịu đi học thêm ở nhà cô Hiền. Trong lúc nó đi học, thì Sơn đi đá banh với đám bạn trong xóm. Không biết làm sao mà bị té sưng hết cả mặt mũi. Sơn ôm cái mặt bầm tím về nhà, khóc lóc ầm ĩ, làm cho bà Thế sốt ruột. Đúng lúc thấy Hòa đi học thêm vậy, bà ta mắng khơi khơi: "Em mày đi đá banh về té sưng hết người rồi kìa. Mày là chị á, mà tao thấy mày chẳng bao giờ quan tâm tới nó hết." Nghe mẹ la chị, thằng Sơn được nước càng khóc lớn hơn. Sơn biết mẹ thương mình và không thương chị, nên nó hay ức hiếp Hòa lắm. Bà thấy nóng ruột xuống bếp lấy cây chổi đánh Hòa túi bụi. Hòa vừa khóc vừa nói với mẹ: "Mẹ ơi, con qua nhà dì ba nha." Rồi nó buồn bã chạy đi. Nhà dì ba cách nhà nó hai con hẻm nhỏ, sau lưng nó còn văng vẳng tiếng chửi của bà Thế. Đêm đó Hòa ngủ lại nhà dì ba. Sáng hôm sau, Hòa về nhà thay đồ đi học, thấy nó, bà Thế lại nạt ngang: "Về rồi hả? Mới có chút tuổi đầu à, hở chút bỏ nhà đi. Mày học ở đâu ra cái thối đó vậy?" Dứt câu, bà vung tay tát một cái vào mặt của Hòa. Con bé ôm mặt khóc lặng lặng đi vào trong lấy cặp. Thế là nó vừa đi vừa khóc suốt cả đoạn đường tới trường. Thấy mặt Hòa buồn thiu, Phi ân cần hỏi: "Nè, sao vậy? Lại bị mẹ la nữa hả?" Hòa không nói năng gì, chỉ ôm mặt khóc lớn. Sơn thấy vậy thì cười cười: "Hồi hôm nó bỏ nhà đi qua đêm á, cho nên mẹ tao dạy nó một bài học thôi, mà nó làm quá lên vậy á." Sơn dứt lời thì mặc kệ Hòa, chạy thật nhanh ra cửa chơi với mấy đứa bạn. Hòa thấy Sơn cười nhạo mình, mà trong trí óc non nớt của nó nghĩ ra một ý táo bạo: "Sau này lớn lên á, nhất định mình sẽ ra ở riêng." Thế là nó lại chìm vào trong dòng suy tư một lúc lâu, rồi mới ngước đôi mắt đỏ mọng nước lên mà thủ thỉ: "Vi à, như mẹ không có thương Hòa hay sao á. Mẹ lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho thằng Sơn thôi à. Mà buồn lắm." Vi cũng chỉ là một đứa con nít mới hơn 10 tuổi, thấy bạn buồn chẳng biết làm sao, bèn an ủi bằng suy nghĩ non nớt của trẻ con: "Thôi bạn đừng có buồn, bạn cố gắng học thiệt giỏi đi, thì mẹ của bạn chắc sẽ thương bạn hơn thôi. À, chiều nay sinh nhật nhỏ Tiên á, bạn có đi sinh nhật không?" "Mình không biết nữa." Nghe bạn mình trả lời, sao mà Vi thấy thương nó quá. Những lần như vậy Hòa đâu có được đi chơi. Buổi trưa hôm đó, Hòa nhìn mẹ trục trè hỏi: "Mẹ ơi, chiều nay sinh nhật bạn con á, chiều con đi học thêm xong, mẹ cho con qua đó chơi chút nha mẹ." "Không,
Chỉ một tiếng nói của bà Thế làm cho Hòa hụt hẫng lắm. Thằng Sơn ở bên cạnh còn toan hót thêm: "Ôi ôi, con nghe mấy đứa trong lớp nói sinh nhật của ai đâu mẹ. Chắc chị Hai nói á, nó xạo để diện cớ đi chơi á. Chứ nếu có sinh nhật á, thì tụi nó phải mời con chứ." Nghe vậy, bà Thế liền liếc Hòa một cái: "Không có chơi bời cái gì hết, học thêm xong thì đi về nhà liền." Ngưng một lúc để nhìn phản ứng của con bé, bà lại nói tiếp: "Học không lo học, suốt ngày chơi bời." Tới giờ đi học thêm, Hòa dắt xe ra cổng, bà Thế còn nói với theo: "Không có la cà ở đâu đó, cấm về trễ đó nghe chưa." Hòa dạ một tiếng chán nản nhỏ xíu, rồi đạp xe đi mà lòng buồn vô hạn. Chẳng biết tới lúc nào nó mới được mẹ đối xử dịu dàng. Tới nhà cô giáo, thấy mặt nó bí xị, Vi và Tiên ra đón hỏi han: "Ê, chiều Hòa có qua nhà tôi chơi không?" "Thôi, mẹ nghe thằng Sơn nên không có cho Hòa đi. Cái thằng chị em với nhau mà nó cứ kỳ cục vậy." Nói rồi, Tiên quay qua nói với mấy đứa bạn: "Ê tụi bay, chịu hay là mình học xong á, qua nhà xin mẹ Hòa cho đi chơi với tụi mình đi. Dù gì cũng là năm cuối cấp rồi." Cả đám nhốn nháo lên đồng ý. Vì nó quá hiểu rõ tính của mẹ Hòa nên không muốn các bạn vì mình mà bị mẹ la. Đến giờ học, đám trẻ nhanh chóng ai vào chỗ ngồi của người đó để bắt đầu buổi học. Hòa vừa buồn vừa lo âu khi nhìn ra ngoài trời bắt đầu nổi gió mạnh, làm cho những tán cây đung đưa qua lại. Những chiếc lá khô rơi xuống đất kêu lên xào xạc, từng đợt sấm sét lóe sáng nhấp nháy, báo hiệu một cơn mưa to sắp tới. Sấm vang lên, và không lâu sau đó là một cơn mưa to trút xuống. Nhìn qua khung cửa sổ, mọi thứ được bao trùm lên một màu trắng xóa. Hòa nhìn trời mưa mà trong lòng bồn chồn không yên. "Ôi ơi, Hòa bị ăn đòn rồi. Bữa nay mà về trễ nữa chắc..." Nghĩ tới đó, nó rùng mình không dám nghĩ thêm. Trời mưa mỗi lúc một to, tiếng nói của cô Hiền cất lên làm cho Hòa giật mình. "Rồi, chúng ta kết thúc buổi học tại đây nha. Các em ngồi đây, đợi mưa tạnh rồi hãy về nha." Cả đám ngồi túm lại kể chuyện, cười nói rộn ràng. Hòa thì lủi thủi thu dọn sách vở ra về. Vừa nhìn thấy vậy, cô Hiền gọi lại hỏi: "Nè, em đi đâu vậy Hòa? Ngoài trời đang mưa lớn lắm đó." "Dạ, thưa cô, em về." "Ở lại đây một chút đi, chút tạnh rồi cô đưa em về." "Dạ thôi, em về trễ á, mẹ đánh em á." "À, đợi chút, cô vô nhà sau lấy cái áo mưa rồi cô đưa em về. Xe em cứ để đây đi, ngày mai quay lại lấy." Nói xong, cô Hiền chạy ra nhà sau lấy áo mưa để đưa Hòa về nhà. Nhưng lúc quay lại không nhìn thấy nó đâu nữa, cô liền hỏi đám học sinh đang trú mưa: "Nè nè, bạn Hòa đâu rồi mấy em?" "Dạ, lúc nãy cô vừa vô á, bạn ấy về luôn rồi." "Cô ơi, mẹ bạn ấy dữ lắm á. Bạn ấy sợ về nhà trễ bị mẹ đánh, cho nên phải chạy về liền rồi." Cô Hiền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Hòa nhưng không được. Đầu dây bên kia chỉ báo số máy thuê bao, chắc do trời mưa cho nên mất sóng. Ở nhà, bà Thế nhìn thấy mưa to mà không thấy Hòa về thì bà liền nghĩ thầm: "À, chắc trời mưa, nó ở nhà cô giáo trú mưa rồi." Nghĩ vậy, bà cũng chẳng thấy lo lắng làm gì. Nhưng chờ mãi cho tới khi trời tạnh mưa, vẫn không thấy tăm hơi Hòa đâu. Thấy mẹ có vẻ sốt ruột, thằng Sơn nói một câu như đổ dầu vào lửa: "Ôi ôi, chắc chị Hai đi học về á, ghé nhà bạn ăn sinh nhật rồi mẹ. Chứ không thì giờ này về tới nhà rồi còn đâu." Bà Thế lúc này mới sực nhớ ra hồi trưa Hòa có xin đi chơi nhưng bà không cho. Bà liền nghĩ Hòa chắc lại giống như hôm qua, tự ý bỏ đi nữa rồi. Đúng lúc này thì ông An đi làm vậy, nhìn thấy mặt vợ hầm hầm, ông hỏi thằng Sơn: "Nè, chị Hai đâu rồi con?" "Hồi trưa chị Hai có xin mẹ qua nhà bạn ăn sinh nhật mà mẹ không cho,
chắc chị trốn đi chơi luôn rồi. Ừ, thì lâu lâu để chị con đi chơi bữa, chứ học hoài cũng tội nó. Rồi ông quay sang bà Thế. Bà cứ vậy hoài, con nó đi chơi một bữa có sao đâu, mà bà làm cái gì lớn chuyện vậy? Ông thì suốt ngày bên vực nó, sau này nó mà hư á là tại ông đó nghe. Nói xong bà bỏ vào trong phòng. Ông An bực mình lấy xe qua nhà dì Ba xem có con Hòa bên đó hay không. Nhưng ông qua tới nơi thì dì Ba cho hay là Hòa không có bên đây. Ông An thầm nghĩ, ừ, chắc nó qua nhà bạn ăn sinh nhật rồi. Đêm đó ông cũng ở lại nhà của chú Tư Lạnh, là em trai út của ông, làm vài ly cho ấm bụng cho ngủ ở bên nhà chú luôn. Tới 10 giờ đêm Hòa vẫn chưa dậy. Bà Thế lúc bấy giờ nóng ruột cứ đi ra đi vô. Sơn biết mẹ mình lo lắng cho chị hai nên nói, chị hai qua nhà bạn sinh nhật á, chắc ngủ lại bên đó luôn rồi, mai chị về. Thôi mẹ con mình vô ngủ đi, sáng mai thế nào chị cũng vậy thôi mà. Nghe thằng Sơn nói cũng đúng, bà Thế đóng cửa cẩn thận rồi quay vô phòng. Tối nay có hai mẹ con mình ở nhà, hay là con qua ngủ với mẹ nha? À cũng được. Bà nằm dậy thôi, chứ trằn trọc nghĩ ngợi một lúc rồi mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Đột nhiên bà thấy Hòa nó về, đứng ở ngoài cửa không chịu vô. Nhìn nó xanh xao lắm, bờ môi tím tái bợt bạc, con bé ướt sũng từ trên xuống dưới. Bà Thế nhìn nó một hồi lâu, nhưng con bé vẫn cứ đứng ở ngoài cửa. Thế vậy bà liền cất tiếng nói, đi đâu mà giờ này mới về, người sao ướt sũng vậy? Về rồi sao không vô nhà đi, đứng ngoài đó làm cái gì? Không thấy có phản ứng, bà ta càng tức hơn mà lớn tiếng, cái con này, mày câm hay sao mà tao nói mày cứ trơ trơ cái mắt ếch ra vậy? Mới có chút tuổi à mà mẹ la mày đã biết bỏ qua nhà bạn ngủ không chịu về sao? Bà vừa nói vừa đưa tay ra túm lấy Hòa, nhưng tay của bà chỉ kịp sượt qua người con bé, rồi nhanh như chớp nó quay lưng bỏ đi. Bóng dáng nhỏ bé của nó đi ra ngoài cổng rồi mất khúc vào trong màn đêm. Bà Thế cố hết sức chạy theo Hòa, nhưng lạ quá, không hiểu sao cơ thể của bà cứ cứng đơ không nhúc nhích được. Cổ họng nghẹn lại làm cho bà chẳng nói năng gì, chỉ còn những tiếng ú ớ mà thôi. Qua một lúc lâu, tất cả bỗng nhiên tối sầm, cho bà giật mình tỉnh giấc. Thì ra mình mơ sao? Thấy dưới tay của mình ương ướt, nhưng bà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bà nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp đi. Nhưng không biết bao lâu, bà lại một lần nữa giật mình, hơi thở gấp gáp, mồ hôi toát ra đầm đìa trên trán. Lại mơ nữa. Nhưng mà sao nó cứ lặp đi lặp lại, hai lần mơ cùng một giấc mơ y chang, lạ thiệt. Bà ôm thắc mắc trong lòng không tài nào ngủ tiếp được. Bà mở đèn lên với tay lấy điện thoại, bật màn hình lên thì đã thấy 2:30 sáng. Bà thấy đắn đo suy nghĩ một chút rồi bấm máy gọi cho cô Hiền. Đầu dây bên kia là một giọng nói ngái ngủ lè nhẹ cất lên. Alo. Dạ chào cô giáo, tôi là phụ huynh của em Hòa nè. Tôi biết là bây giờ khuya rồi gọi điện đừng đột dậy phiền cô giáo, tôi xin lỗi. Nhưng mà lúc chiều con Hòa nó có xin tôi á, là sau khi đi học thêm ở nhà cô, nó qua nhà bạn ăn sinh nhật, mà sao tới giờ chưa thấy con bé nó về nữa cô à. Cô Hiền giật điếng người khi nghe bà Thế kể lại mọi chuyện. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Nếu mà em Hòa đi sinh nhật bạn lớp khác á, thì em không biết. Nhưng mà lớp em chiều nay có mặt đầy đủ, trời mưa to em giữ lại hết đâu có cho tụi nó về, em sợ lỡ có chuyện gì. Bà Thế nghe vậy thì đoán có lẽ là Hòa trốn đi chơi, sợ về bà la, cho nên qua nhà dì Ba nó ngủ rồi. Bà suy nghĩ lại rồi nói với cô Hiền, tôi cảm ơn cô giáo nha.
Nghe cô nói vậy tôi mới nhớ. Chắc giòn qua tôi la nó nên bữa nay nó qua nhà bạn chơi rồi ghé nhà dì nó ngủ rồi. Con bé nhà tôi nó hay vậy lắm. À, dạ chị, ngày mai có tin gì của cháu á, chị nhớ cho em hay liền nha. Nghe chị nói em cũng lo quá. Dạ dạ, tôi cảm ơn cô. Sau khi nói chuyện với cô giáo xong, bà Thế cũng yên tâm mà ngủ tiếp. Sáng hôm sau, bà chạy một mạch qua nhà dì ba. Bà tính qua để lôi đầu Hòa về dạy dỗ cho một trận, vì cái tội không nghe lời người lớn, tự ý bỏ đi chơi, làm cho bạn mất ngủ vì những giấc mơ ngớ ngẩn. Nhưng khi qua tới cổng nhà chị gái, bà gọi to: "Con Hòa đâu? Ra đây tao biểu coi. Con nít mà dám cãi lời cha mẹ bỏ đi chơi cả đêm vậy hả?" Nghe cái giọng the thé đó, dì ba nhận ra ngay là em gái mình, liền đi ra cất giọng khó chịu: "Nè, mày làm gì mà sáng sớm la ôm sòm vậy?" "À, con Hòa đâu rồi? Đêm hôm qua nó có sang đây ngủ với chị phải không? Sau này nó mà hư á là do chị với ông ăn đó nha." Nghe em mình nói vậy, dì ba ngớ người ra. Dì trố mắt nhìn rồi khó hiểu nói: "Đêm qua con Hòa nó có qua đây đâu. Bộ tối qua nó không có về hả? Mà bay nữa, không đi lo tìm nó đi, còn ở đó mà đứng trách người này người kia." Biết dì ba không nói láo, bà Thế lấy điện thoại gọi cho mẹ của Vi hỏi thăm, thì câu trả lời y chang như cô giáo. Mẹ Vi còn nói thêm: "Hôm qua sinh nhật con bé Tiên mà trời mưa to gió lớn quá, cho nên mọi người dời lại để cuối năm học tổ chức cho tụi nhỏ đi chơi một bữa luôn. Mấy đứa nhỏ học xong lớp mưa ở nhà cô giáo, tới chừng tạnh thì đứa nào về nhà đứa đó thôi, chứ đâu có tụ tập sinh nhật gì đâu. À, mà tôi nghe con bé Vi nhà tôi nó nói đó, con bé Hòa nó sợ mẹ la, không có chịu ở lại để cô giáo đưa về, mà đạp xe về liền trong lúc trời mưa to đó." Nghe tới đây, bà Thế mặt mày xanh như tàu lá chuối, tay chân bủng rủng. Trong đầu bà chợt hiện lên một ý nghĩ, nhưng bà liền vội vàng xua nó đi. Ông An trở về nhà không thấy vợ đâu, nghe thằng Sơn nói ông cũng chạy sang đây. Thấy vợ mình thất thần, ông liền hỏi: "Nè, con Hòa đâu?" Bà Thế miếu máu kể lại mọi chuyện rồi òa lên khóc. Ông An cũng hốt hoảng cuống cuộn khi nghĩ đứa con gái của ông mất tích. Ông lao vội chiếc xe máy chạy lên công an phường báo cáo và nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm. Ông như một người mất hồn, đi qua nhà mấy người trong xóm, hay gặp ai ông cũng hỏi có thấy con mình ở đâu hay không. Nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu. Không lâu sau đó, các thanh niên trong xóm cũng phụ với tổ công an đi tìm kiếm con bé. Nhìn trời chuyển sang mưa, mà chú Tư Bình ở nhà cuối xóm cất tiếng nói: "Nè, trời mùa này mưa đó, sắp nhỏ phải đi ngang qua cây cầu để tới trường." Nhắc tới cây cầu gỗ thì ai cũng nơm nớp lo sợ. Cây cầu nối liền qua một khúc sông, mà trời mưa nước dâng lên thì trơn trượt phải biết. Chú Tư nói tới đây, mọi người dường như cũng hình dung ra được vấn đề. Ai nấy cũng đổ xô ra ngoài đó để mà tìm kiếm phụ. Một số thanh niên bơi lội giỏi thì lội xuống sông tìm cùng với đội cứu hộ của xã. "Nè, thằng Tèo cẩn thận nghe con, mùa mưa này nước chảy xiết lắm đó. Ừ, mọi người nhớ cẩn thận nha." Sau nửa tiếng lặng ngụp, ai cũng lạnh trung, môi tím tái, vậy mà vẫn không tìm thấy gì. Ông Bảy Hậu nhìn trời rồi nói: "Thôi về đi mấy đứa, trời chuẩn bị mưa to nguy hiểm lắm đó." Ông An lòng nóng như lửa đốt, ông cũng muốn liều một phen xuống tìm con, nhưng bị mọi người can lại vì ông không biết bơi. Mọi người bàn nhau để bớt mưa rồi sẽ tìm tiếp. Mưa to nước chảy xiết và lạnh, cho nên cuộc tìm kiếm tạm ngưng. Mọi người khuyên ông An nên về nhà đợi tin, biết đâu con bé chỉ đi quanh quẩn đâu đó mà thôi. Khuyên vậy để cho ông bớt lo mà về nhà, chứ thật ra ai cũng đoán ra được kết quả, nhưng họ không dám nói ra, chỉ cầu mong những gì họ đang nghĩ không phải là sự thật mà thôi.
Ông An lòng rối như tơ vò, thất thiểu quay trở về nhà. Bà Thế đi tới đi lui trong nhà, ra vẻ nóng ruột. Thấy ông bước vô thì liền hỏi: có tìm thấy con không ông? Trời mưa gió vậy á, mọi người nghi con nó bị nên đổ xô ra cái cầu kiếm, nhưng mà không có thấy. Cho tới ngày hôm sau, bà con vẫn lặn ngụp xuống tìm nhưng vẫn không có tung tích. Chỉ mới có 2 ngày mà nhìn ông An thất thần mệt mỏi, ốm đi thấy rõ. Trời sắp mưa to rồi đó, bà cứ ở nhà đi, để tôi qua mấy người quen tìm, biết đâu nó qua đó thì sao. Nói xong, ông đi nhanh ra ngoài cửa, ghé mấy nhà người quen để tìm con. Ông biết đó là một điều hết sức vô lý, nhưng mọi người đã tìm mà không thấy con bé đâu, thì ông chỉ mong có thêm một tia hy vọng. Lúc đi ngang qua cây cầu, ông chợt có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông rùng mình và đứng lại nhìn xuống dưới con sông kia, nhìn dòng nước chảy mà thẫn thờ đi một lúc, rồi lê từng bước chân chậm rãi đi ngang qua cầu. Ông đi được một lát thì ở nhà Tím Tám thấy bà Thế đứng trong sân. Tím bước vô nói: Ủa, chưa tìm thấy con nhỏ hả bay? Hay là bay nhờ thầy Sáu qua coi sao? Nghe nói thầy Sáu giỏi lắm đó, nhờ ổng giúp biết đâu tìm được. Chứ ta nói mấy cái vụ này để lâu không có hay đâu. Thầy Sáu ở bên xóm bên hả Tím? Đúng rồi, qua đó một chuyến coi thử coi sao. Dạ. Bà Thế vô nhà lấy cái nón lá, vừa đi vừa chạy qua nhà thầy Sáu. Nhà thầy Sáu ở xóm bên, cho nên bà đi bộ 10 phút đã tới nơi. Căn nhà gỗ mái ngói nho nhỏ hiện ra trước mắt. Trong nhà chỉ có tủ thờ rất gọn gàng, nhàn khói nghi ngút, tạo ra một cảm giác ấm áp. Phía bên cửa sổ có một bộ bàn ghế để tiếp khách. Bên hông nhà thầy chìa ra một khoảng nhỏ trồng các loại cây lá thuốc. Bà tới nhà thì thấy cửa cổng đang mở ra, bà rụt rè bước vô. Trong nhà thầy đang ngồi nhâm nhi ly trà, điếu thuốc trung trung trên tay. Vô đi. Sao không vô mà thập thọ ngoài đó làm gì vậy? Dạ thưa thầy, con có chuyện muốn nhờ thầy giúp. Chuyện con bé con của con đó hả? Thầy biết chuyện nhà con sao? Đúng rồi, ta có biết. Nhưng bây giờ ta muốn con kể tường tận mọi chuyện đầu đuôi cho ta nghe coi sao. Bà Thế lấy tay quẹt nước mắt rồi sụt sùi kể lại đầu đuôi. Một lát sau, bà lại nói: Bữa nay con qua đây đó là xin thầy giúp đỡ gia đình con giúp tìm cháu nó về. Thầy Sáu hỏi ngày tháng năm sinh và họ tên của họ, rồi bấm độn tay tính toán. Một lúc sau thầy nói: Việc này e là con bé đã không còn rồi. Bây giờ ta sẽ làm lễ để tìm xác nó thôi. Bà Thế nghe thấy vậy thì òa khóc lên. Bà thấy trời đất như sụp đổ. Bà không bao giờ nghĩ rằng, và cũng không bao giờ tin con Hòa, con của bà, không còn trên cõi đời này nữa. Bà té quỵ xuống đất mà khóc lớn lên. Thầy Sáu nhìn cảnh này thì cũng đau lòng thay. Nhưng chuyện đã qua rồi, thầy cũng không cứu vãn được. Đợi bà Thế bình tĩnh lại một chút, thầy nói: Thôi, con về lo sắm sửa lễ, mang ra cây cầu để ta làm lễ tìm con bé. Bây giờ thì về chuẩn bị cho ta những thứ này đi. Thế là thầy lấy giấy bút ra, ghi ra những thứ cần thiết đưa cho bà Thế để bà đi chuẩn bị. Bà Thế thẫn thờ ra về. Ông An đương ngồi trong nhà trầm ngâm suy nghĩ. Thấy bà về, ông lên tiếng hỏi: Nè, bà mới đi đâu về vậy? Bà chỉ biết vừa khóc vừa kể lại cho chồng nghe những lời thầy Sáu nói ra. Vừa nghe xong, mặt của ông An cũng biến sắc theo từng lời của bà. Bà Thế ra chợ mua những thứ mà thầy Sáu đã ghi sẵn trong giấy. Ông An ở nhà thu xếp. Sau khi mọi thứ tươm tất,
hai ông bà cùng với mọi người cùng nhau đi ra cây cầu gỗ. Các lễ vật được đặt trên một cái bàn nhựa nhỏ, chờ thầy Sáu tới làm lễ mà thôi. Khi thầy Sáu tới nơi, xem xét lại mọi thứ một lần, rồi thầy nói: Tới giờ rồi. Thầy đốt ba nén hương và cầm tờ giấy trong đó có họ tên của Hòa, ông Lâm Trâm tụng niệm. Một lúc sau, quay sang nhìn ông An nói: Đến lúc làm lễ rồi, hai ông bà thấy sẽ không hay, nên ông bà với bà con họ hàng lánh mặt đi. Dạ thầy. Nói xong, ông An dắt bà Thế đi ra một chỗ khác. Lễ vật được mọi người bày ra trên một cái bàn nhựa nhỏ theo sự chỉ dẫn của thầy Sáu. Thầy ngồi xếp bằng trước mâm lễ, nhắm mắt đọc chú rất lâu. Thì bỗng dưng một cơn gió lạnh nổi lên, trời đất chợt tối sầm lại như sắp có mưa to. Mọi người đứng đó chăm chú quan sát, không ai nói ra một câu nào. Thầy Sáu lấy một cái khay nhựa, bên trong có một xấp giấy tiền vàng để sẵn. Ông dùng mực màu đen vẽ chú văn gì đó ngoằn ngoèo lên mấy lá bùa, rồi lấy nhang hơ qua hơ lại chúng. Xong xuôi, thầy đứng lên đi lại gần cây cầu, đứng đọc một hồi chú nữa. Qua thêm một lúc, lá bùa trên tay của thầy không đốt nhưng tự động bốc cháy lên. Thầy Sáu ngưng đọc, buông tay thả lá bùa xuống sông. Lạ một nỗi là lá bùa rớt xuống nước vẫn cháy, ngọn lửa leo lét cứ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Thầy Sáu nhìn theo hướng lá bùa trôi, rồi quay qua nói lớn: Nè, mọi người hãy theo hướng đó mà đi tìm con bé đi. Mấy anh thanh niên cởi áo ra, bắt đầu lội theo hướng của lá bùa. Ngọn lửa trên đó trôi vào trong mé sông, cách bờ khoảng 50 thước thì tắt ngúm đi. Đám thanh niên liền bơi theo qua bên đó. Thằng Tèo tự nhiên thấy hình như chân mình chạm phải một vật gì, nó cúi xuống rồi la lên: Thấy rồi mọi người ơi. Nghe câu nói đó, mấy người lội qua phía thằng Tèo, mò thêm một lát thì phát hiện ra xác của con Hòa bị mắc vào trong một đám rễ cây quất sâu dưới lớp bụng. Sau một hồi lặn hụp thì cuối cùng họ cũng đưa được Hòa lên bờ. Xác con bé nằm dưới nước đã 3 ngày rồi, cho nên nhìn rất kinh khủng. Thân thể trắng bệch, tay chân cứng đơ co rúm lại, đôi mắt mở to, miệng há hốc. Hòa nằm dưới nước 3 ngày, nên khi đưa lên thầy Sáu liền xem ngày, bảo gia đình ông An không nên để lâu. Tang lễ Hòa chỉ được diễn ra trong 2 ngày mà thôi. Bà Thế lúc bấy giờ khóc rất nhiều. Dù qua nhiều ngày lo lắng tìm kiếm, bà đã gần như kiệt sức nói không ra hơi, nhưng vẫn ngồi bên linh cữu của con, vừa khóc vừa thều thào trách móc bản thân mình. Bà con lối xóm thay nhau qua chia buồn với gia đình bà Thế. Dì Ba thì bỏ cả công chuyện để qua phụ một tay, lo hậu sự cho đứa cháu gái tội nghiệp. Bạn bè cùng lớp với Hòa và cùng với cô giáo Hiền hay tin cũng tới thăm hỏi, chia buồn. Bà Thế bây giờ chẳng còn thiết tha gì mọi việc, đón tiếp khách, đến giếng đều do dì Ba cán đáng. Thằng Sơn từ lúc chị mình mất đi, nó không nói gì, chỉ im lặng ngồi một chỗ, nét mặt của nó buồn lắm. Dù bình thường nó hay ăn hiếp chị, nhưng cùng là một bào thai song sinh với nhau, giờ phút này nó cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm và cảm thấy thương người chị song sinh của mình nhiều lắm. Bà Thế ngồi bên linh cữu của con tới gần nửa đêm thì mệt lả đi. Dì Ba cùng với ông An phải dìu bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng bà ngủ chưa được bao lâu thì thức dậy lồm cồm đi ra ngoài. Cũng khuya rồi nên rất vắng, chỉ còn vài người thức đêm canh ở bên ngoài thôi. Bà Thế đi ra ngoài rồi lại đi vô trong ngồi bên cái quan tài. Bà dựa đầu vào quan, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của người mẹ. Mới có mấy ngày thôi, bà già đi rất nhiều, mái tóc bạc đi không ít.
gương mặt vốn đã khắc khổ già nua nay thêm phần mệt mỏi hốc hác. Đôi mắt cay xè, nhưng bà không muốn ngủ. Bà muốn níu giữ thời gian được ở bên cạnh đứa con gái tội nghiệp của mình thêm một chút. Lúc sống bà đã không thương yêu chăm sóc, để rồi nay có muốn, nó cũng đã bỏ bà, ra đi mãi mãi không trở về. Bà đứng lên, bước tới trước di ảnh của Hòa, đốt nén nhang mà khấn vái. Hòa, mẹ xin lỗi con. Khi con còn sống, mẹ không thương yêu chăm sóc cho con nên mới xảy ra cớ sự như bây giờ. Con tha lỗi cho mẹ nghe con. Câu nói vừa dứt, bà cũng vừa lúc cắm nhang vô lư hương thì đột nhiên tấm di ảnh của Hòa bỗng dưng ngã ụp xuống. Lư hương bốc cháy dữ dội một lúc thì ngọn lửa vụt tắt đi. Bà thấy hốt hoảng đưa tay dựng cái di ảnh lên thì lại thêm một phen hú vía. Trong tấm ảnh kia, Hòa với một gương mặt xanh lẹ, hai mắt trợn trừng nhìn bà rồi cười lên khanh khách. Bà thấy hốt hoảng bước lùi về phía sau. Bất giác bà giật mình vì đụng phải một ai đó. Bà quay đầu lại nhìn thì trời ơi, người đứng sau lưng bà không ai khác chính là Hòa. Nhìn con bé xanh xao tím tái, người ướt sũng, mái tóc rối bù che đi nửa gương mặt, trên trán của nó có một vết bầm, máu từ đó chảy ra rất nhiều, loang ra nửa khuôn mặt sưng húp. Đôi mắt Hòa sâu hắm không thấy trọng, từ trong hai cái hốc mắt trống rỗng đó dòi bỏ lúc nhúc. Hòa cứ nhìn bà trân trân, đôi môi của nó sưng phù đầy cộm, ứa ra những dòng máu đỏ tươi tanh tưởi. Bà thế kinh hãi đứng chết trân tại chỗ. Hòa từ từ tiến lại gần, rồi dí sát khuôn mặt nứt nẻ hôi thối của nó vô mặt bà. Bà hốt hoảng la lên thất thanh, rồi giật mình tỉnh giấc. Bà lau mồ hôi hoàng hồn thì phát hiện ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi. Đang ngồi bên ngoài, nghe tiếng vợ mình la hét, ông An vội chạy vô lo lắng hỏi. Dạ, có chuyện gì vậy bà? Tôi đang ngồi ở ngoài mà nghe bà la lớn quá. Mọi người cũng chạy vào theo, ai nấy cũng nhìn bà thế. Ông Bảy an ủi. Đằng nào chuyện cũng đã rồi, bảy cố gắng vượt qua cái nỗi đau này, còn phải vững vàng thì cháu nó mới yên lòng được. Đúng đó chị, chị giữ gìn sức khỏe để lo cho cháu, lo cho nó cái đoạn đường cuối cùng này. Bà Thu cũng sụt sịt góp một câu. Sáng hôm sau, giây phút tiễn biệt đưa Hòa về với lòng đất, bà Thế ôm cổ quan tài. Ông An đau lắm nhưng vẫn cố dằn lòng không cho phép mình được gục ngã. Sau 2 giờ đồng hồ thì mọi việc cũng xong. Ông An từ lúc mất con bỗng thay đổi đi thấy rõ. Sau giờ làm việc, ông qua nhà chú Út làm vài ly rồi ngủ luôn ở bên đó. Ông không muốn trở về nhà, bởi vì mỗi khi nhìn thấy bà Thế, lòng ông lại quặn đau. Ông vẫn luôn cho rằng vì bà mà con ông mới xảy ra chuyện. Mỗi khi uống say, ông An khóc một mình rồi gọi tên con trong đau đớn. Hòa ơi, giờ này con ở đâu vậy con? Nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng dế, tiếng côn trùng kêu lên trong màn đêm tĩnh mịch. Hòa mất rồi, bà Thế dằn vặt đau khổ lắm. Vì ăn năn sám hối, chiều nào bà cũng lên chùa nghe sư thầy giảng pháp và đi làm công đức trong chùa. Bà cũng chẳng trách ông An việc vắng nhà thường xuyên như vậy, bởi bà cũng biết ông giận bà là không có sai, lỗi do bà mà ra. Dần dà bà cũng quen với cảnh nhà thui thủi ra vô một mình. Cũng may còn có thằng Sơn, nó giúp bà vơi đi phần nào nỗi hối hận, thống khổ. Đêm nay ông An không nhậu mà ngủ ở nhà. Bà Thế sau khi dọn dẹp qua loa cũng tắt đèn vào nằm cạnh ông rồi ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì bà Thế lại mơ một giấc mơ thật đáng sợ. Trong mơ, bà thấy con Hòa. Nó mặc một bộ đồ y chang như cái bộ hôm nó mặc đi học thêm lần cuối cùng đó. Người nó ướt sũng,
mái tóc đen lấy xõa bung ra tán loạn. Khuôn mặt con bé sau lớp tóc bù xù thoáng ẩn thoáng hiện, xanh xao gầy gò. Hòa đứng cách bà Thế chỉ độ mấy thước, nó khóc thét chạy dụa đau đớn. Mẹ ơi, con lạnh lắm mẹ ơi. Hòa đưa tay lên sờ vào những chỗ thịt da bị phân hủy, nó sợ đến đâu thì máu thịt tuôn ra tới đó. Hòa hướng ánh mắt đau đớn nhìn bà Thế mà thều thào trên trĩ bằng cái giọng từ dưới cõi âm ti. Mẹ ơi, con đau lắm. Tụi nó ăn gần hết da thịt con rồi mẹ. Con đau lắm mẹ ơi. Bà Thế vừa sợ lại vừa đau lòng. Bà đứng im một chỗ mà hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã. Bà muốn chạy lại ôm Hòa vào lòng, nhưng đột nhiên con bé biến mất đi. Bà bàng hoàng mất mát, giáo giác nhìn khắp phòng tìm kiếm. Rồi đột nhiên bà bỗng nghe thấy sau lưng mình một giọng cười lanh lảnh, lạnh cả sống lưng cất lên. Bà giật mình từ từ quay lại. Lần này bà sợ chết điếng, ngã quỵ xuống đất. Bởi vì trước mắt bà là một bộ xương người đỏ lợm, như vừa bị người ta tróc hết thịt da, vẫn còn vương lại máu tươi. Bà thấy còn chưa hết bàng hoàng thì cái bộ xương ấy đã bật dậy, lôi bà lướt đi thật nhanh. Đừng, đừng mà. Con đưa mẹ đi theo con. Mẹ sắp về với con rồi. Không, không, không. Bà Thế la hét hoảng loạn, rồi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi bà đổ ra như tắm. Bà ngồi co trúm trong góc giường mà sợ hãi. Nhìn lại tay mình, bà Thế thấy có vết xước nhơn nhớt. Bên cạnh chỗ bà nằm cũng có một vệt nước nhầy nhụa, nhớt nhau. Trời ơi, không lẽ con Hòa nó về thật sao? Nhìn qua, bà thấy ông An vẫn đương ngủ rất say. Ông không hề hay biết hay nghe tiếng la hét của bà. Lạ quá, bình thường ông An rất khó ngủ và tai rất thính, chỉ cần một bước chân đi ngang qua cũng làm ông tỉnh giấc. Vậy mà nay bà gặp ác mộng la lớn như vậy, nhưng ông vẫn không hề hay biết gì. Bà dậy mở đèn phòng lên, ánh sáng chiếu vào mắt làm cho ông An khó chịu. Ông cáu gắt: "Cái bà này làm cái trò gì vậy? Đêm hôm đương ngủ bật đèn lên làm cái gì chứ?" Bà miếu máu mặt cắt không ra máu, kể cho chồng nghe giấc mơ của mình. Ông An vẫn bán tính bán nghi. Bà nói thêm: "Ông nhìn đi, nếu mà con nó không về á, thì làm sao lại có cái vết xước này chứ?" Ông An chẳng thèm quan tâm lời bà nói. Ông trợn to đôi mắt, gằn lên từng tiếng: "Còn chuyện gì để cho bà thiêu dệt nữa không? Lúc con nhỏ còn sống thì bà không quan tâm yêu thương nó. Nay nó mất rồi, bà còn bày trò nói chuyện ma quỷ. Tôi mệt rồi, tôi không muốn nghe mấy cái chuyện như vậy nữa." Nói xong, ông nằm xuống toan ngủ tiếp. Bà Thế nhìn ông ứa lệ. Ông An không tin bà cũng phải thôi. Đúng là vì bà, con bé mới xảy ra chuyện. Sáng hôm sau, ông An đi làm, thằng Sơn thì đi học. Bà Thế ra chợ mua một ít trái cây, về thắp nhang thành tâm khấn xin trước bàn thờ của con. "Hòa, mẹ xin con, xin con đừng có dễ nhát mẹ như đêm qua nữa. Mẹ sợ lắm con à. Mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ hối hận lắm rồi. Từ nay mẹ sớm tối tụng kinh làm công quả, để sám hối lỗi lầm đã gây ra." Sau khi cúng sinh thì đêm đó bà Thế ngủ rất ngon. Bà không còn thấy những giấc mơ kinh khủng nữa. Nhưng những tưởng tất cả đã im xuôi, thế nhưng không phải vậy. Mọi chuyện không có dừng lại ở đó. Một đêm tối trời khác, sau khi bà Thế thấy giấc mơ kia được không lâu, thằng Sơn cũng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Nó thấy chị Hòa về dẫn mình đi chơi. Bàn tay lạnh ngắt của Hòa kéo Sơn lướt thật nhanh đến cây cầu định mệnh đó. Hòa chỉ xuống dưới, rồi liếc nhìn Sơn một cách lạnh lùng nói: Xuống đây chơi với chị đi em, vui lắm. Sơn dựng cả tóc gáy, người cứng đờ, chỉ biết nhìn Hòa lắc đầu không hó hé gì được. Cái dáng nhỏ bé của Hòa như có một sức mạnh kinh khủng, nó kéo Sơn thật mạnh xuống dưới cầu. Sơn cố hết sức gị lại. Hòa cười lên sằng sặc rồi biến mất đi. Và thằng Sơn cũng giật mình hoảng hốt và thức giấc giữa đêm, không dám ngủ nữa. Rồi cũng như bà Thế, nó thấy bên cạnh chỗ mình nằm có một vũng nước nhỏ nhơn nhớt tanh hôi. Nó sợ lắm. Nó cũng biết có lẽ do lúc còn sống nó đối xử tệ với chị mình, nên chị mới về hù dọa nó. Nó cũng muốn nói với ba mẹ, nhưng gần đây ba nó tính tình thay đổi, lầm lì. Nó sợ nói ra sẽ bị ăn đòn. Nghĩ vậy, nó quyết định im lặng, trùm chăn nằm thao thức cho tới sáng. Bẵng đi một thời gian, Sơn cũng quên dần chuyện của giấc mơ đó. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít 10 tuổi, vẫn còn ngây thơ và ham chơi lắm. Hôm đó thằng Toàn bạn cùng lớp rủ Sơn qua nhà nó chơi, vì ba má nó hôm nay đãi tân gia căn nhà mới. Ê, chiều qua nhà tao chơi đi, có nhiều đồ ăn ngon lắm á. Nhà tao mới xây xong, cho nên ba tao làm tiệc mời mọi người á qua chơi nha mày. Ủa, nhà mày xây xong rồi hả? Ờ, tối tao qua. Nhà Toàn nằm bên kia cây cầu gỗ. Căn nhà gỗ lụp xụp của Toàn bây giờ được xây lại bằng nhà gạch, mới mẻ và đẹp nhất trong xóm. Sơn đứng trước nhà Toàn nhìn ngắm một hồi lâu, rồi thầm nghĩ: Ước gì mình cũng có căn nhà đẹp vậy ha. Thấy thằng bạn thân Chí Cốt, cô Toàn chạy ra đón Sơn, rồi nói nhỏ vô tai nó: Nè, vô phòng tao đi, hai mình nhậu. Ơi, lỡ ba mẹ biết sao? Trời, không sao đâu, giờ này khách đầy nhà, ai để tụi mình đâu mà mày lo. Đúng là mấy đứa con nít tranh, người lớn bận trộn không kịp ngó ngàng là tụi nó làm càng ngay. Hai thằng nhỏ mới 10 tuổi đầu mà rủ nhau nhậu như người lớn. Toàn ra bếp bưng vô trong phòng một mâm đồ ăn để mời bạn. Hai đứa nhìn trước ngó sau, rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại, cười khúc khích. Toàn lấy ra hai lon bia nói: Chưa, tao giấu sẵn hai cái lon này nè, để chiều mày qua rồi hú mày uống á. Ờ, được á. Toàn đổ bia ra hai cái ly đá, chúng cùng ly như người lớn vậy. Hai đứa ăn uống nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vì là lần đầu tiên uống, cho nên Sơn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Toàn nhìn bạn, cười cười nói: Xế nữa hả mày? Sao mặt mày đỏ như mặt trời mọc luôn vậy kìa? À, chắc vậy hay sao á, thấy hơi mệt, thôi tao về á. Ờ, hay để tao đi với mày nha. Thôi, tao đi vậy, tao tự về được rồi. Lần đầu tiên một thằng nhóc như thằng Sơn được nếm trải cái cảm giác say say. Nó loạng choạng đi ngang qua cây cầu. Sơn chợt thấy có một dáng người nhỏ bé đang đứng trên cầu, quay lưng lại phía mình. Với bản tính lém lỉnh, Sơn đi lại tò mò hỏi: Ê, con cái nhà ai mà giờ này cũng đứng đây vậy? Nó vẫn đứng im không thèm quay mặt lại, mà cũng không nói năng gì. Trời, hỏi xong trả lời, điếc hả? Bực mình, Sơn bước lại nắm lấy tay nó, giật ngược trở lại. Thì khi Sơn chạm vào tay của nó, một cảm giác lạnh ngắt, ướt át nhơn nhớt. Sơn giật mình tỉnh hẳn lại, vội trục tay đi. Lại một lần nữa cái cảm giác lạnh ngắt kia, nó chộp lấy tay Sơn rồi nắm chặt. Quay mặt lại thì trời ơi, dưới ánh trăng đêm rằm, Sơn nhận ra đó là Hòa. Gương mặt xanh lè phụ ra hai hốc mắt đen thui, người tím tái ướt sũng hết rồi. Sơn vùng vẫy thật mạnh thoát ra khỏi bàn tay của Hòa. Nó chạy bán sống bán chết về nhà. Sau lưng Sơn vẫn còn nghe được cái giọng cười ma quái của người chị mình.
Sơn, ở lại chơi với chị đi. Sơn ơi. Về tới nơi, Sơn đập cửa ầm ầm mà gọi to. Mẹ ơi, mở cửa mẹ ơi. Ủa, con đi đâu về mà sao hốt hoảng vậy con? Con thấy chị. Không có gì đâu mẹ. Sơn nói dối, rồi lủi thẳng vô trong buồng, trùm chăn kín mít mà trung linh cầm cập. Đêm hôm đó, thằng Sơn vắt tay lên trán suy nghĩ, sâu chuỗi lại diễn biến của những ngày qua. Đôi mắt cay xè dần khép lại, nó ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ nào đâu có trọn vẹn, nó lại nằm mơ thấy những ngày hai chị em ở chung một mái nhà, những cay đắng mà Hòa phải gánh chịu sau những lời mắng mỏ của mẹ. Hòa vừa gào vừa khóc, những giọt nước mắt máu chảy dài lăn xuống người. Chẳng trong mấy chốc mà người Hòa được nhuộm một màu đỏ tươi, mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến cho thằng Sơn phải quay đi chỗ khác. Hòa chỉ tay vào mặt Sơn, giận dữ nói: Mẹ chỉ thương một mình mày, để tao coi mày còn được bảo bọc bao lâu nữa. Gương mặt Hòa đanh lại, những vết nứt, những lớp thịt da thối rữa cũng lộ ra. Hòa lướt lại gần, bấu hai bàn tay lạnh lẽo nhọn quắt vào tay Sơn, làm cho nó đau điếng. Mày đừng có sợ cái hình dáng bây giờ của tao. Chỉ không lâu nữa đâu, mày cũng sẽ giống như tao bây giờ thôi. Chị nói dối, làm sao tôi giống chị như vậy được chứ? Không lâu nữa đâu. Nói rồi Hòa biến mất đi. Sơn hốt hoảng giật mình tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài mặt trời cũng sắp mọc lên. Nó sợ hãi, hoang mang tột độ. Chị hai nói vậy là sao? Không lẽ mình sắp chết theo chị ấy rồi sao? Sơn nghĩ ngợi một lúc, bèn cảm thấy mình không thể giấu giếm được nữa. Nó bật dậy chạy ra ngoài. Nhìn thấy bà Thế, nó không giấu được nỗi sợ còn đọng trên mặt. Nó ngập ngừng nói: Mẹ ơi, từ lúc chị hai mất á, con mơ thấy chị về miết à. Bữa nay con đi ngang qua cây cầu đó đó mẹ, con gặp lại chị hai nữa. Bà Thế trợn to đôi mắt: Thiệt vậy hả con? Sơn đem hết mọi việc kể cho mẹ nghe. Bà Thế nghe xong mà trụng trời tay chân. Bà nghĩ tới chuyện Hòa muốn về bắt Sơn đi mà chợt run rẩy: Để mẹ qua nhà thầy Sáu, nhờ thầy giúp đỡ coi sao. Mẹ ơi, đi liền luôn đi mẹ. Bà Thế quay vô nhà lấy cái áo khoác, rồi cất bước qua nhà thầy Sáu. Nhưng tới nơi, thấy thầy không có ở nhà, bà Thế đi qua đi lại trước nhà thầy. Bà hàng xóm ở gần đó thấy vậy, mở cửa sổ ra nói: Cô tới tìm thầy hả? Thầy đi công chuyện rồi, vài ngày nữa mới về. Dạ, cảm ơn chị. Bà Thế thất thểu ra về mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Bà đi vòng ra chợ mua trái cây về thắp nhang. Sau khi bày biện trái cây lên bàn thờ, thắp một nén nhang cho Hòa, hai mẹ con bà thành tâm khấn vái, rồi cắm nhang lên lư hương. Nhưng cây nhang còn chưa kịp cắm xuống thì khung hình của Hòa trên bàn thờ lại đổ ụp xuống, đẩy kín luôn cái miệng bát nhang. Bà Thế sợ hãi đưa tay đỡ khung hình lên. Nhớ lại giấc mơ bữa trước, bà nhắm mắt lại không dám nhìn vào đó. Qua một lúc lâu sau, bà hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. Trên mặt kính có một vết nước chảy ngang miệng Hòa, làm cho cái miệng như trọng ra và như đang cười với bà vậy. Thằng Sơn sợ xanh mặt trốn sau lưng mẹ. Bà Thế líu lưỡi chẳng thốt nên lời. Sau một lúc bà mới trấn an nó:
chắc do gió thôi, không có gì đâu con. Để mai mẹ đi mua cái khung hình khác thay cho chị hai. Thằng Sơn nghe vậy thì cũng bớt sợ hơn. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, bà Thế đeo trên cổ sợi dây chuyền Phật, đưa cho Sơn một sợi. Bà dặn: "Nè con đeo vô đi, ngủ cho nó ngon." Sơn nghe lời mẹ đeo vô, hai mẹ con vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được. Tại thời điểm này ở một nơi khác, chú Tâm nhà trong xóm trên đường đi làm về. Bỗng dưng chú nghe thấy tiếng khóc của ai thúc thích vang lên trong đêm khuya. Chú nhìn hai bên đường thì không thấy ai cả, bèn đi lên cây cầu gỗ để xem thử. Không ngờ chú vừa đi được mấy bước chân thì tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Thấy thấp thoáng một bóng dáng của một đứa bé đứng khóc, chú Tâm lại gần hỏi: "Nè bé ơi, sao giờ này con không về nhà mà lại còn ở đây? Mà sao người con ướt như chuột lột vậy? Nè, mặc đỡ cái áo khoác của chú đi con, cho nó đỡ lạnh. Đến đi con gái, nhà con ở đâu chú đưa con về, chứ ở ngoài này dễ bệnh lắm đó." Con bé nín khóc, đưa tay quẹt nước mắt, rồi cất giọng lanh lảnh nói: "Con tên Hòa, con là con của ba An mẹ Thế." Nói tới đây, con bé khóc to hơn, rồi nghẹn ngào: "Nhưng mẹ con không có thương con." "Thôi nín đi con, chú đưa con về nhà nghe. Rồi có gì ngày mai á, chú qua nói chuyện với ba mẹ con cho. Đi, chú dẫn con về." Ủa, bé ơi, con đâu rồi?" Chú Tâm ngơ ngác, vừa thấy nó đứng trước mặt mà thoáng một cái đã không thấy đâu nữa. Chú giáo giác nhìn xung quanh mà không hề hay biết rằng sau lưng mình lúc này chính là đứa bé mới vừa nãy. Nó xanh xao nhợt nhạt, người ướt nhem, bụng sình to như cái trống. "Con đây nè chú ơi." Chú Tâm quay lưng lại nhìn thấy mà điếng hồn vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại. "Chú ơi, ở lại chơi với con đi chú. Chú ơi." Trưa hôm sau, ông An nghỉ làm nửa buổi vì thấy trong người không được khỏe. Về tới nhà thấy thằng Sơn mặt mày méo xẹo, ông liền hỏi: "Nè, con sao vậy?" "Ba ơi, con đói quá à, không có gì ăn hết á." "Ủa, chứ mẹ không nấu gì cho con ăn sao?" "Dạ không, mẹ đi chùa từ sớm rồi ba." "Thôi, để ba chạy đi mua mấy gói mì về nấu cho con ăn tạm nha." Ông An đi qua nhà cô Ly cách đó vài căn mua mì gói. Vợ chồng cô cũng vừa mới dọn về đây ở mà thôi. "Anh bán cho tôi mấy gói mì đi." "Anh có phải là anh An không vậy?" "Dạ đúng rồi, tôi là An nè." "Dạ, tôi tên Tâm." "Có phải nhà anh có một bé gái tên là Hòa không anh?" "Sao anh lại biết con gái tôi?" Thế là chú Tâm kể lại cái chuyện đêm qua gặp Hòa trên cây cầu cho ông An nghe. Ông An nghe xong không nói câu nào, liền trả tiền rồi lững thững đi về nhà nấu mì cho thằng Sơn. Sau đó ông chạy xe qua nhà chú Út làm vài ly. Hôm nay ông ít nói nhưng uống rất nhiều, ai hỏi cái gì cũng không trả lời. Mọi người cũng hiểu và thông cảm cho tâm trạng của ông. Uống một lúc, ông loạng choạng đứng lên, rồi ông nói: "Thôi chắc anh về đây. Sao tự dưng bữa nay bồn chồn nóng ruột quá. Vậy coi ở nhà có chuyện gì không?" Nói xong, ông An liễn xiển đi về. Đêm nay trăng sáng soi tỏ một quãng đường. Đi đến cây cầu gỗ, ông thấy lờ mờ dáng người nhỏ bé đứng trên cầu. Càng đi lại gần, ông càng nghe thấy rõ một tiếng khóc hơn. Khi đứng cách đó khoảng một thước, ông lè nhẹ hỏi: "Nè con ơi, sao không về nhà mà ở đây khóc vậy? Ai bắt nạt hay làm gì con? Nói chú nghe coi." "Nè con ơi." Khi ông tiến tới gần toàn lay vai nó,
thì đứa bé ngưng khóc quay lại nhìn ông. Ông chớp chớp mắt mấy lần rồi sững sờ vui mừng mà thốt lên: Trời ơi, Hòa, con gái của bà. Ba ơi, con nhớ bà lắm. Nói xong con bé càng khóc to. Ông An chạy lại ôm chậm lấy con vào lòng. Hơi lạnh thấm vào người khiến cho ông chợt trùng mình buông Hòa ra. Ông nhìn con từ trên xuống dưới: Con ơi, sao người con ướt nhẹp vậy nè? Ông cởi ngay chiếc áo khoác của mình ra mặc vô cho Hòa, rồi nói tiếp: Nè, mặc vô cho đỡ lạnh đi con, ướt nhẹp như vậy bệnh nè. Bỗng dưng con bé miếu máu, giọng nói yếu ớt của nó cất lên, nghe mà xót xa vô cùng: Ba ơi, mẹ không thương con, mẹ chỉ thương thằng Sơn thôi hả? Không phải vậy đâu con gái à, mẹ thương con lắm. Giờ mẹ con ăn năn hối lỗi rồi, ngày đêm đi chùa ăn chay niệm Phật, mẹ con nhớ con nhiều lắm. Mẹ khóc ngày khóc đêm vì nhớ con đó. Con đừng giận mẹ với em nữa con à. Không, ba nói dối, ba không thương con. Hòa giận dữ hét lên rồi biến mất đi. Ông An khóc gọi con thất thanh. Lúc này ông đã hoàn toàn tỉnh rượu. Ông gọi một lúc không nhìn thấy được nữa thì thất vọng đi về nhà. Bà Thế thấy ông về không nói gì, bà cũng im lặng đóng cửa đi ngủ. Ông nằm mở mắt nhìn lên trần nhà nghĩ suy, nhớ lại câu chuyện mà chú Tâm kể. Và lúc nãy nhìn thấy Hòa, hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt khóc hát của ông. Nằm một lúc, ông lại chìm vào giấc ngủ. Và ông nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng vô cùng. Trong cơn mưa tầm tã nước như chảy xiết, Hòa chạy chiếc xe đạp liêu xiêu trên con đường trơn trượt. Đi được nửa đoạn, trước mặt nó hiện ra một con hẻm nhỏ quen thuộc. Nhưng nước chảy xiết làm cho nó đứng tần ngần không dám đi tiếp. Hòa nhìn cháo chát chẳng có ai, mọi thứ bị bao trùm bởi một màn mưa trắng xóa. Gió lạnh nổi lên từng đợt như muốn xô ngã con bé. Nó ngồi trên xe rồi bậm môi, lại nhướng người đạp qua cái dòng nước chảy xiết đó đi vào trong con hẻm. Nó nhìn cái cầu gỗ khập khiễng mà trong lòng ngao ngán. Trong trí óc non nớt của nó hiện ra những câu nói đanh thép của mẹ: Đi học phải về cho đúng giờ, không được trễ dù chỉ một phút đó. Con nhỏ hình dung ra khuôn mặt dữ tợn của bà Thế. Trái tim nhỏ bé của nó bất giác đập mạnh hơn. Nó cố đạp xe thật nhanh để qua cầu. Cái cầu đã lâu năm nên rất trơn trượt. Trời mưa không có ai dám đi. Nhưng vì sợ bị mẹ đánh, Hòa nhắm mắt làm liều đi qua để về nhà cho đúng giờ, không thì sẽ bị đánh. Đạp xe lên cây cầu, Hòa đâu biết rằng cơn mưa to gió lớn làm gãy đi hai cái thành gỗ đã mục từ lâu. Gió thổi lên lồng lộng cùng với mưa to làm cho cây cầu trơn hơn. Hòa đi lên giữa cây cầu thì bỗng dưng xuất hiện một cơn gió mạnh làm cho bánh xe lảo đảo. Nó mất kiểm soát tay lái, té xuống sông cùng với chiếc xe đạp. Hòa chới với chồi lên hụp xuống theo con nước. Nó cố gắng kêu cứu, nhưng mưa to chẳng có ai nghe. Và cũng chẳng có ai dám đi ngang qua cây cầu vào lúc này cả. Một lúc sau, nó từ từ chìm dần xuống dòng sông, không còn thấy tăm hơi. Ông An nhìn thấy hết, từ đầu tới cuối. Nhưng ông chỉ có thể đứng bất lực tại một chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy con chớ giới giữa dòng nước, ông la lên: Cứu vậy, có ai không cứu con tôi với. Vừa la, ông vừa cố chạy lại để cứu Hòa. Nhưng có cái gì đó cứ giữ chân ông lại. Ông vùng vẫy la lớn, tay chân đạp tứ tung. Bà Thế đang ngủ thì giật mình. Bà lay mạnh cánh tay ông lo lắng hỏi: Nè ông ơi, ông thấy cái gì mà sao chân tay quơ tứ tung vậy? Ông An lúc bấy giờ đã tỉnh. Ông lau mồ hôi trên trán, buồn bã nói: Tôi mơ thấy con Hòa. Nó chết thảm lắm bà ơi.
tôi thấy trời mưa tầm tã. Nó đi học về ngang qua cây cầu gỗ đó, mà nó không biết mưa to gió lớn quá làm gãy mất hai cái thành cầu rồi. Nó đạp xe lên đó. Đi được một đoạn thì mưa gió mạnh, nước dâng lên cao, cuốn trôi con tôi xuống sông rồi. Nó trôi lên bên một đoạn rồi chìm mất dạng, bà ơi. Ông An vừa nói vừa bật khóc lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu chất chứa ông giữ trong lòng từ ngày con gái mất đi, hôm nay được dịp tuôn ra. Bà Thế ôm ông nhỏ nhẹ an ủi. Đằng nào chuyện cũng đã lỡ rồi, tôi còn buồn còn đau xót hơn ông nữa. Tôi hối hận lắm, hối hận lắm ông à. Hay là ngày mai tôi với ông qua nhờ thầy Sáu coi á, thầy có cách nào giúp hay không. Chắc con nhỏ nó oán giận tôi lắm, vì tôi mà ra nông nổi vậy. Ờ, bà tính vậy cũng được. Sáng hôm sau, hai ông bà lập tức đi qua nhà ông Sáu. Thầy Sáu đang tưới mấy cây thuốc, thấy vợ chồng ông bà tới thì tắt nước đi, mời hai người vô trong nhà. Rót hai ly trà nóng, mời hai người, thầy Sáu lên tiếng hỏi. Cô chú qua đây sớm vậy có chuyện gì hay sao? Bà Thế cháu chát nhìn rồi mới nói nhỏ. Dạ con thưa thầy, từ ngày con bé con mất á, đêm nào nó cũng về, con sợ lắm. Con còn nghe một người hàng xóm kể lại là cái hổm ảnh đi làm về khuya, thấy con bé đứng trên cây cầu, nó dọa ảnh chạy bán sống bán chết luôn. Thầy Sáu chau mày, thầy đưa tay lên tính toán một hồi rồi thầy nói. Hồi đó tôi có làm lễ dắt con bé lên rồi mà, sao lại có chuyện đó được chứ. Thầy nhìn bà Thế một hồi lâu, rồi thầy lấy ra một mảnh nhỏ ghi cái gì vào đó, rồi căn dặn. Về chuẩn bị mấy thứ này cho tôi đi, chút nữa tôi qua. Hai ông bà ra về chuẩn bị mọi thứ. Một lát sau thì thầy Sáu cũng qua. Vừa vào thầy đã nhíu mày, bởi thầy nhận ra căn nhà của ông An bây giờ đầy những quán khí dày đặc. Thầy bất ấn đọc cái gì đó rồi mới đi vô. Mọi thứ thầy dặn đã được chuẩn bị bày biện lên một cái bàn nhỏ đặt ở giữa nhà. Bà Thế mời thầy uống trà. Thầy châm điếu thuốc rồi nói. Tôi vừa mới vô nhà mình đó, thì thấy quán khí nặng lắm. Trong cái chuyện này phải có quẩn khúc gì đó, nên vong hồn con bé không thể siêu thoát mà lưu lại nhân gian để thực hiện một cái việc gì đó chưa hoàn thành. Bà Thế nghe vậy thì mặt xanh như tàu lá, lắp bắp nói. Nghĩa là nó muốn báo quán hả thầy? Thầy Sáu vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ bà. Ông biết trong chuyện này bà là người biết rõ hơn ai hết. Nếu bà không nói, làm sao tôi biết khúc mắc gì để mà tháo gỡ đây? Ông An nhìn bà nãy giờ, lúc bấy giờ ông mới lên tiếng. Thôi, có gì bà cứ nói ra đi, không nói thì chuyện này biết khi nào mới được khép lại đây. Bà nhìn ông An kẻ gật đầu, rồi bà trươm trướm nước mắt mà kể. Trước đây tôi đi coi bói, nghe cái bà thầy đó nói là sau này tôi chỉ nhờ được thằng trai thôi, còn đứa con gái chẳng những không nhờ được mà nó còn là gánh nặng cho tôi, sau này tôi phải khổ nhiều vì nó. Vậy cho nên tôi mới dành hết tình thương và sự quan tâm cho thằng Sơn. Tôi hát hủi lạnh nhạt con bé Hòa. Tôi cũng biết mình không có công bằng với con. Giờ để nó mất rồi, đêm nào tôi với thằng Sơn cũng mơ thấy nó về, đòi bắt tôi với thằng Sơn đi luôn đó. Nghe vợ mình kể lại, ông An lúc bấy giờ mới dở lẽ.
Ông nghẹn ngào trong cổ họng không nói nên lời. Thầy Sáu chỉ thở dài, thầy lắc đầu trách. Tại sao bà có thể hồ đồ như vậy được chứ? Con cái là trời ban cho mình. Xét theo lá số tự gì đó, thì của hai đứa nhỏ nó đều rất là tốt. Sao lại có thể mê muội vô mấy cái lời bà thầy bối quét nhà ra rác như vậy chứ? Đến giờ làm lễ, thầy đốt ba cây nhang khấn vái. Sơn nghe tiếng đọc kinh và ngửi thấy mùi nhang thơm nghi ngút, thì đi ra ngoài đứng bên cạnh mẹ. Một lúc sau, thầy Sáu quay sang nói: "Bây giờ đó, ta sẽ để cho con bé về nhập vô xác của ông An trong vòng một nén nhang. Bà và con bé hãy giải tỏa mọi khúc mắc của nhau đi." Nói rồi, thầy Sáu kêu ông An ngồi vào trước bàn lễ. Rồi thầy lấy ra một lá bùa, đốt lên, quơ qua mặt ông An, lẩm bẩm đọc cái gì đó. Ông An đang ngồi thì bỗng dưng người lắc lư lên, sau đó rùng mình một cái. Qua vài giây, người ông chợt trung lên bần bật. Ông thở ra hồng hộc, gương mặt tím liệm đi. Rồi một giọng nói thều thào yếu ớt vang lên: "Lạnh, lạnh quá." Bà Thế vừa sợ vừa run nói: "Quả, quả con ơi." Bà lấy chiếc áo khoác của mình trùm cho con đang nhập vào người ông An. Nó gào khóc thật to: "Mẹ, mẹ đâu có thương con. Mẹ thương thằng Sơn, không thương con." "À, không, không phải như vậy đâu con. Tại mẹ mê muội tin lời bà thầy bối nói bậy nên mẹ lạnh nhạt với con. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ hối hận lắm rồi. Từ ngày con mất đi, mẹ lên chùa làm công đức, nghe thầy giảng pháp. Nếu mà thời gian quay lại được, mẹ sẽ không phạm sai lầm để xảy ra chuyện đau lòng này đâu con ơi. Hòa, mẹ xin con tha thứ cho mẹ đi con." "Không bao giờ đâu. Mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Bà đã hại chết tôi. Bà vừa lòng chưa? Bà hại chết tôi đó. Mọi chuyện cũng tại mẹ. Tại mẹ hết. Xin con hãy trừng phạt mẹ, tha cho em đi con." "Không thể nào. Tôi phải trả thù. Tôi sẽ bắt bà và nó phải chết đi. Bà có biết tôi khổ sở nhường nào hay không? Tôi lạnh lắm." Giằng co một hồi, nhưng Hòa vẫn không chịu buông tha cho mẹ và em mình. Thầy Sáu thở dài nói: "Thôi con, mọi chuyện tới nước này rồi đó, thì con buông bỏ đi mà đi siêu thoát đi con." Nghe giọng nói của thầy Sáu, Hòa bỗng nhớ tới ba mình mà bật khóc lên. Thầy Sáu lại tiếp tục khuyên răn: "Trần gian này đó, nó chỉ là cõi tạm thôi. Con hãy buông bỏ hết để mà siêu thoát đi. Sang một kiếp khác, con sẽ hạnh phúc và sung sướng hơn. Chứ cứ giữ mãi cái nỗi ân oán, đọa đầy đau khổ lắm. Mẹ con chỉ vì một chút mê muội mà hại con chết đi. Bây giờ bà ta cũng ăn năn sám hối rồi, con hãy nên buông bỏ. Nếu muốn thầy sẽ gửi con lên chùa tu tập, ngày ngày được nghe kinh Phật. Mẹ con sẽ lên hương khói cho con và làm thêm nhiều việc thiện để hồi hướng cho con. Còn nếu không muốn lên chùa thì về với thầy tu tập." Hòa hết nhìn cha mẹ rồi nhìn sang thằng Sơn đang co trúm bên cạnh bà Thế. Nó nói: "Sao hả Sơn? Có phải em muốn chị biến mất khỏi mắt em không? Em ghét chị lắm phải không?" Sơn run rẩy muốn đái ra quần, mặt không còn giọt máu. "Dạ, không phải đâu chị hai. Em không có muốn chị hai chết. Chị hai chết rồi á, không còn ai thương em, chỉ bài cho em nữa. Không có ai chơi với em. Em không muốn chị hai chết đâu.
Chị đừng chết mà chị hai. Giờ em hối hận thì cũng muộn rồi. Giờ chỉ còn cách em với mẹ đi theo chị. Ba nữa thì gia đình mình sẽ được đoàn tụ đầy đủ thôi. Thầy Sáu ban đầu vì thương cảm vong hồn của Hòa chết uất ức do sự ngu muội của mẹ mình, nên ông muốn để cho hai mẹ con tự giải quyết khúc mắc với nhau. Thế nhưng cho đến giờ này, Hòa vẫn không chịu tha thứ cho mẹ và em của mình, còn muốn bắt cả nhà phải đi theo. Thầy gằn giọng mà nói lớn hơn: không được vô lễ nữa. Trước mặt ta mà con dám hiên ngang đòi bắt người nhà của mình đi hay sao? Có muốn ta đánh cho tan hồn lạc phách hay không? Hòa trong thân xác của ba mình vội vàng quỳ xuống lại thầy Sáu mấy cái, rồi nó nói: dạ con chết oan ức quá thầy ơi, họ hại con chết mà thầy. Mỗi một con người đều có số phận. Kiếp trước con gieo nghiệp, kiếp này con phải trả. Đó là duyên nghiệp mà con phải chịu đó. Con đừng nên oán hận, mà nên tu tập để được siêu sinh. Ta sẽ cho con một cơ hội nữa. Lúc này Hòa mới thực sự được thông suốt mà buông bỏ mọi hận thù. Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Nhưng con xin phép được lên chùa tu tập. Hòa quay sang nhìn bà Thế một lần sau cuối. Từ trong khóe mắt của thân xác ông An chảy ra hai hàng lệ. Nó nghẹn ngào nói: mẹ ơi con hiểu rồi. Âu là số kiếp của con phải như vậy. Cha mẹ với em hãy sống tốt. Sơn hãy hiếu thảo với cha mẹ nha. Chị không còn oán trách gì em với mẹ nữa đâu. Em ráng học, sau này lo cho mẹ cho cha giúp chị. Sống thay phần đời của chị nghe em. Lại mẹ con đi. Hòa cúi người lại bà Thế ba lại, rồi xuất hồn ra khỏi người ông An. Ông An ngất xỉu tới tận 10 phút mới tỉnh dậy. Ông ngơ ngác hỏi: sao rồi bà? Con nó có nói cái gì không? Bà Thế đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho chồng nghe. Ông vừa nghe mà hai dòng lệ ông tuôn trào ra. Ông thấy được an ủi và yên tâm, vì con gái của ông nó không còn chất dưỡng nữa. Nó đã chịu lên chùa nghe kinh lại Phật, tu tập rồi. Cả hai người nhìn về phía bàn thờ của Hòa thì thấy thằng Sơn đang đứng đó, tự tay nó thắp một nén hương cho chị mình. Chị hai ơi, cho em xin lỗi. Từ bây giờ em sẽ ngày đêm tập đọc kinh cầu siêu cho chị sớm được siêu thoát. Chị hai. Về phần bà Thế, sau hôm cúng kiến và biết con mình bây giờ đã yên ổn trên chùa tu tập chờ ngày siêu thoát, nhưng trong lòng của bà vẫn còn đọng lại một nỗi niềm xót xa. Mỗi bữa bà cúng cho con một chén cơm, ngồi cạnh bàn thờ của Hòa chờ cho tới khi nén hương tàn đi. Bà thường thủ thỉ với con trong nước mắt ân hận muộn màng: Hòa, mẹ nhớ con lắm. Con gái của mẹ. Mẹ là một người mẹ quá tệ bạc, phải không con? Khi mọi việc được sáng tỏ, ông An cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ông không còn uống rượu như trước đây nữa, vì ông biết khi say nó không giúp ông quên, mà lại còn khiến cho ông nhớ tới con gái nhiều hơn. Sau mỗi buổi làm việc, ông đều mau chóng trở về nhà với vợ con. Sau biến cố đó, Sơn dần chững chạc hơn, chăm lo học tập hơn. Nhiều năm qua đi, nó bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên trẻ. Nó thi đậu đại học và phải đi học xa nhà. Những ngày ở một mình nơi đất khách phòng trọ, Sơn nhớ ba mẹ, nghĩ tới người chị của mình, nó chợt xót xa. Phải chi hôm đó nó không nói ra nói vô
để cho mẹ la chị hai, thì đâu có xảy ra cái sự việc đau lòng như vậy. Nếu Hòa không có chuyện gì thì giờ đây Sơn sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi phải xa nhà. Nó sẽ không phải ở một mình mà sẽ có chị hai đi cùng. Hai chị em bảo bọc, yêu thương nhau. Nhưng cuộc đời thì làm gì tránh được chữ giá như. Dù Sơn có ăn năn hối hận đến mấy thì cũng chẳng thể nào thay đổi được số mệnh. Bởi có những thứ mất đi rồi, mãi mãi không bao giờ tìm lại được nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bi kịch song sinh của tác giả Huỳnh Ni. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.